chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất và không làm mất thời gian của quý vị nữa hãy cùng chúng tôi để đến với phần tin tức chính ngay sau đây cuộc sống của hồ văn cường và phương mỹ chi từ khi trở thành các sao nhí tới nay cùng nổi tiếng sau những cuộc thi âm nhạc tại việt nam hai nhân vật tài năng này đã chọn cho mình những hướng đi rất khác biệt hai ngôi sao nhí từng gây bão đều đã bước vào thời điểm trưởng thành ngoài việc học tập hai ca sĩ nhí đều khá đắt sâu ca hát Phương Mỹ Chi bước ra từ The Voice Kids năm 2013 với giải á quân. Cô bé được Quang Lê nhận làm con nuôi. Từ đây, Phương Mỹ Chi có mặt ở nhiều sân khấu trong và ngoài nước. Đã có lúc, cát-xê của Phương Mỹ Chi ở lên tới gần 140 triệu đồng cho một show diễn. Khi chỉ mới 12 tuổi, cô bé đã mua được nhà tặng cho bố mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng có dự định mua căn nhà lớn hơn và cả xe hơi tặng bố mẹ ở tuổi 17. Chia sẻ về động lực cố gắng của mình, cô bé cho biết bố mẹ đã quá cực khổ khi nuôi nấng mình. Những khó khăn đó càng làm cho cô ca sĩ nhí cần phải nỗ lực nhiều hơn. hiện tại, con nuôi của Quang Lê cũng đang học ở một trường quốc tế với học phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. nổi tiếng muộn hơn Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường khiến nhiều người trầm trồ khi ẵm giải quán quân trong cuộc thi The Voice Kids 2016. cũng tại đây, cậu bé đã gặp gỡ ca sĩ Phi Nhung, được nữ ca sĩ nhận nuôi và tài trợ cho ăn học đến năm 18 tuổi. Hồ Văn Cường hiện tại đã ngày càng trưởng thành hơn. lúc rảnh rỗi, cậu bé cùng mẹ nuôi làm việc ở quán ăn chay. Bố mẹ ruột của cậu bé cũng hỗ trợ cho quán ăn và chăm sóc các con nuôi của nữ ca sĩ. Đầu năm 2021, Hồ Văn Cường mong ước mua được một ngôi nhà để sống chung với gia đình. Phát ngôn của Hồ Văn Cường về Phi Nhung bị đào lại và nghi vấn nữ ca sĩ kiếm trác từ con nuôi. Đầu năm 2021, khi bị Phi Nhung đăng đàn tố mắc bệnh ngôi sao, Hồ Văn Cường đã chia sẻ về cuộc sống sau khi trở thành con nuôi của nữ ca sĩ. Thời gian gần đây, Phi Nhung đã bị nhiều người gọi tên và bị đào bới rất nhiều về đời tư. Đặc biệt, nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ nhận nuôi các con là để trục lợi. Vì thế, Phi Nhung đã vô cùng bức xúc và đã có động thái đáp trả. giữa những ồn ào này, người hâm mộ đã chia sẻ của Hồ Văn Cường khi bị mẹ nuôi tố bệnh ngôi sao. Ca sĩ nhí cho biết cuộc sống mình đã tốt hơn khi được Phi Nhung nhận nuôi. khi được hỏi về cắt xe đi hát, cậu bé nói rằng mình không muốn biết, chỉ lo đi học với đi hát. còn tiền cát, xe khi đi hát sẽ được quản lý chuyển vào thẻ. cậu bé cũng không giữ tiền riêng cho mình vì chưa đủ tuổi. nếu cần gì thì sẽ xin mẹ. Những nhận xét của Phi Nhung về Đàm Vĩnh Hưng cùng xuất hiện trên ghế nóng của một game show, Phi Nhung đã có những lời cảm nhận khi nói tới Đàm Vĩnh Hưng trước công chúng. Trong tập 10 của chương trình Solo cùng Bolero rất được quan tâm mới lên sóng, Phi Nhung và Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong vai trò giám khảo và mang tới cho khán giả những màn tung hứng đầy tiếng cười thích thú. Cụ thể, trong phần nhận xét phần biểu diễn của thí sinh Đức Hạnh, ông Hoàng Nhạc Việt chia sẻ rằng nam ca sĩ nên chú ý hơn về phần trang phục. Anh gợi ý rằng Đức Hạnh có thể quàng khăn len hoặc áo len bên ngoài sơ mi, quần tây và nên cân nhắc việc loại bỏ nón ra khỏi phần trình bày ông hoàng nhạc việt cho biết bản thân không hợp với việc mang nón nên sẽ không chọn phụ kiện này khi xuất hiện nghe những lời nói của đàm vĩnh hưng phi nhung đã khẳng định rằng nam ca sĩ mặc gì cũng đẹp và cô cũng rất thích nhìn những người đàn ông đẹp như đàm vĩnh hưng những câu đối đáp của cả hai ca sĩ nổi tiếng đã khiến chương trình trở nên thú vị hơn được biết đàm vĩnh hưng và phi nhung đã quen biết từ lâu đi diễn cùng nhau cũng đã nhiều lần và luôn dành cho nhau tình cảm đặc biệt Đào Vĩnh Hưng từng tiết lộ rằng tính cách của cả hai rất khác biệt nhưng vẫn yêu mến đàn em. Trong khi đó, Phi Nhung luôn luôn ngưỡng mộ Đàm Vĩnh Hưng và không hề bị anh chèn ép khi cùng là giám khảo trong chương trình. Câu trả lời hài hước của bà Nguyễn Phương Hằng khi được hỏi có ngủ mùng không? Lời đáp trả của bà chủ đại nam khi được hỏi người giàu có ngủ mùng không khiến nhiều người thích thú. Cụ thể, trong livestream gần đây của vợ ông Dũng Lò Vôi, khi được một người hỏi rằng người giàu có ngủ mùng không, bà đã trả lời là không. Kèm theo đó, bà chia sẻ rằng bây giờ, dù có giàu hay nghèo thì cũng không ai ngủ mùng nữa vì nhà ai hầu như cũng có điều hòa rồi người ta chỉ sử dụng mùng ở quê chỗ có mũi còn ở thành phố sài gòn thì không ai dùng nữa bà cũng tiết lộ rằng ngày xưa mình từng ngủ trong cái mùng đẹp như của công chúa nhưng vì hết thích không sử dụng nữa qua cách nói chuyện và tiết lộ về chiếc mùng công chúa nhiều người tỏ ra thích thú trước sự dễ thương đáng yêu trong tính cách của bà chủ đại nam bệnh tình của nghệ sĩ hoài linh trong những ngày điều trị bệnh được chia sẻ lại mới đây chuyên gia trang điểm phi phi đã có dông chia sẻ về hoài linh trong những ngày điều trị ung thư khi nhận thấy những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ chuyên gia trang điểm phi phi một người thân thiết với nghệ sĩ hoài linh đã có bài viết đăng lên trang cá nhân để bảo vệ nam nghệ sĩ khẳng định những gì hoài linh giải thích trong video là thật phi phi cho biết trong thời gian xạ trị hoài linh không thể nói chỉ có thể viết ra giấy hoặc ra dấu để giao tiếp với mọi người nam nghệ sĩ cũng không thể nói to nếu không sẽ đứt dây thanh quản khi xảy ra quá nhiều chuyện không hay Hoài Linh cũng chỉ âm thầm chịu đựng và bao dung tha thứ. Cuối bài đăng, Phi Phi nhắn nhủ rằng vẫn còn có những người yêu mến và trân trọng Hoài Linh, cho nên anh đừng để bị tuyệt vọng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Phi Phi cũng sẽ luôn đứng về phía Hoài Linh. Động thái của Lưu Trấn Long trước ồn ào liên quan tới Phi Nhung và Bảo Phương Hằng. Thưa các bạn, ngay sau khi bà chủ đại Nam đăng đàn một đoạn ghi âm được nghi là ngầm ám chỉ Phi Nhung, ca sĩ Lưu Trấn Long đã có động thái khiến nhiều người ngạc nhiên. Được biết, trong đoạn video nhân vật bị nghi là Phi Nhung có một quá khứ rất dơ giấy và cuộc sống hiện tại cũng đầy ẩn khúc. Những phát ngôn này đã khiến rất nhiều khán giả tò mò và tranh cãi. Trước tình hình đó, nam ca sĩ Lưu Trấn Long đã bình luận dưới một bài viết để trực tiếp mắng vợ ông Dũng Lò vô cùng nam IT trợ lý của bà. Anh cho rằng hai người này đã vào trang cá nhân của nữ ca sĩ, mời móc thông tin để nói xấu trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, cậy có tiền mà làm càn. Những lời nói gay gắt của Lưu Trấn Phong đã khiến nhiều người bức xúc. Họ cho rằng anh đang tranh cãi như giang hồ, thiếu suy nghĩ trước sự phản đối của khán giả lưu trấn phong chưa đưa ra thêm lời giải thích nào đàm vĩnh hưng đón nhận tin xấu sau ồn ào liên quan tới Bảo phương hằng khán giả đã vô cùng bất ngờ khi nhận thấy điều không hay liên quan tới ông hoàng nhạc việt cụ thể mới đây đã có nguồn thông tin chia sẻ rằng sản phẩm âm nhạc còn lại chút tình người của đàm vĩnh hưng vừa mới ra mắt đã biến mất khỏi chiêu túc mv này ra mắt sau những ồn ào giữa vợ ông huỳnh uy dũng và đàm vĩnh hưng điều này khiến cho cư dân mạng đồn đoán rằng lý do khiến ca khúc này bị gỡ xuống là có sự can thiệp của vợ ông dũng lò vôi tuy nhiên sau đó nam ca sĩ cho biết ca khúc này đã được bán cho một người khác và chưa hết hạn hợp đồng cho nên việc tác giả lại bán ca khúc này cho đàm vĩnh hưng là sai hợp đồng vì thế khi ca khúc của ông hoàng nhạc việt ra mắt người mua ca khúc này trước đó đã liên hệ và sau đó thì đàm vĩnh hưng đã gỡ bỏ mv này trên youtube đây cũng không phải lần đầu tiên đàm vĩnh hưng gặp phải rắc rối liên quan đến vấn đề bản quyền tin xấu này đã ít nhiều ảnh hưởng tới nam ca sĩ cũng như những khán giả của anh nghệ sĩ hoài linh lộ clip quẩy hết mình sau xạ trị một thời gian ngắn thưa các bạn vừa mới giải ngân xong số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh lại bị phanh phui clip khiến nhiều người xôn xao. Theo chia sẻ của Hoài Linh, anh đã xạ trị vào ngày 20 tháng 10 năm 2020 và dành 15 ngày sau đó ở nhà cách ly. Thế nhưng trên mạng xã hội lại xuất hiện bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ có mặt trong một sự kiện khai trương vào 4 ngày sau xạ trị. Thông tin này khiến nhiều người vô cùng tò mò về sự mâu thuẫn trong lời nói của Hoài Linh. Trong một đoạn clip khác được chia sẻ, Hoài Linh nhảy và hết mình cùng các nghệ sĩ, thời điểm đó được cho là vào khoảng sau một tháng anh cách ly xạ trị có thể sau một tháng điều trị sức khỏe dần ổn định nên nam danh hài vui vẻ hẳn lên hiện tại đoạn clip quẩy cực sung của nghệ sĩ hoài linh đang được cộng đồng mạng chú ý rất nhiều và điều đặc biệt là câu hoài linh nhảy đang rất hot hiện nay phi nhung đáp trả thẳng bà nguyễn phương hằng qua bài hát trợ lý it lên tiếng bị nhiều người kết luận là nhân vật phi phi trong livestream của vợ ông huỳnh uy dũng ca sĩ phi nhung đã lên tiếng giải thích nhân vật phi phi cô nương được bà hằng gọi tên là người nham hiểm quá khứ đen tối và có khá nhiều điểm khiến người ta liên tưởng tới phi nhung ngay ngày hôm sau nữ ca sĩ đã quay video giải thích rằng những thông tin về cô trong livestream không phải sự thật sau khi hát tặng vợ ông dũng lò vôi nữ ca sĩ đã có lời chúc sức khỏe tới bà hằng đồng thời nhắc bà nên dành thời gian chăm sóc cho các con của mình nhiều hơn cách đáp trả của phi nhung càng khiến cho nhiều người mến mộ bởi sự hiền lương và ngôn từ nhẹ nhàng ngay sau đó cậu it nhà bà nguyễn phương hằng đã đính chính rằng nhân vật phi phi mà bà tuyền nổ đang nói tới không phải là phi nhung và người nhắc tới Phi Nhung chính là chàng ít trẻ tuổi. Anh chàng muốn nhắc tới những người thân cận của nữ ca sĩ. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.